Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Bữa cơm chay của nhà văn Phan Du. Tác phẩm được đăng trên Tiểu thuyết thứ 7 số 463, ra ngày 29 tháng 5 năm 1943. Người đọc Thái Hoàng Phi. Bốn chiếc xe nhà còn mới tinh lần lượt chui vào cửa bộ. Xe vừa hạ càng xuống đất, sát bên thềm dinh, những tiếng chào hỏi cười nói đã vang lên. Bà Thượng Thanh, chủ nhân, tuổi ngót ngũ tuần, người đẩy đà cao, đứng trên thềm chắp tay chào và nói xuống: Nam mô A Di Đà Phật, lại các bà lớn. Không dám mô Phật, lại cụ lớn ạ. Xin rước các bà lớn vào nhà, quý hóa quá, có cả bà lớn bố nữa đây. Ây thế mà tôi cứ sợ bà lớn không tới được, quý hóa quá. Bà Bổ Vinh vội vã thưa lại: Cụ lớn đã cho gọi, thế nào cũng phải tới, dẫu bận việc gì đi nữa cũng mặc. Huống nữa là lần này ra Huế, chỉ có mỗi một việc là đi cúng Phật, lại được cụ lớn đòi đến cho dùng cơm chay. Mọi người cùng kéo nhau vào phòng khách. Ấy tất cả là năm bà mệnh phụ, chủ nhân, một bà thượng, còn bốn bà khách, một bà tham tri, hai bà thị lang và một bà bố chánh. Sau khi ai nấy đã yên vị và tên lệnh hầu đã dâng quà một lượt trà, bà lớn nhìn thị châu cười và bảo: Như tôi đã thưa với bà lớn rồi đó, tối nay chẳng mời ai ngoài ra năm bà con chúng mình, cùng là hội viên hội Phật học cả. Gặp ngày vía Phật, tôi cho làm bữa cơm chay soàn soàn để mời mấy bà lớn lại dùng cho vui. Soàn thôi, mấy cháu ở nhà còn vụng, mà tôi dạo này có tuổi, chẳng thân hành đi nấu được. Cơm chay ở đây chẳng dám bì với các nơi. Bà Thị Hoàng vội cãi: Cụ cứ dạy thế chứ cơm chay đâu ngon được bằng đây, con cho là nhất ở xứ Huế này rồi. Bà Bố Vinh đặt chén trà xuống đĩa và phụ họa theo: Cụ lớn đã ban cho thì ngon dở gì cũng quý cả, nhưng cái ngon thuộc về phần chắc. Con vì ở xa chưa được cụ cho dùng thử lần nào, nhưng cũng đã nghe nhiều chị em kháo với nhau rằng có dùng đồ chay ở nhà cụ lớn thì rồi mới biết được tất cả cái ngon cái khéo của đồ lục, nghĩa là đồ chay ở Huế. Bà Thượng rất hài lòng trước những câu tán tụng ấy, nhưng cứ khiêm nhường lấy lệ: Các bà lớn dạy thế chứ đây tôi bì làm sao được với các nơi, mời các bà lớn xơi thuốc. Mỗi bà với tay vào quả lấy ra một điếu thuốc lá sâu kèn dài như một ngày không cơm. Bà Tham Hiệu ngắm xem cẩn thận rồi nói: Thuốc này nhất định là của cô Thu Vấn đây, nhìn đến là tôi biết ngay. Bà Thượng gật đầu và cười: Bà lớn giỏi thật, chính của cháu Thu Vấn đây. Con ấy nó sắc thuốc thì sợi thuốc nhỏ như lông mèo, mà vấn thì chẳng ai chê ngã nào được. Cụ ông ở nhà chỉ băng lòng có mỗi một nó vấn thuốc thôi. Bà Bố Vinh vừa hút xong mấy hơi, vừa nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay mập mạp, vừa nói: Khéo thật, thuốc vấn dài mà bằng đuôi, đầu tim đẹp lắm, chặt chẽ điếu thuốc mà hút lại thông hơi. Cả thứ thuốc cẩm lệ này cũng trắng tàn lắm đấy. Còn ấy cái gì cũng khéo, nó xin vào trường sư nữ, cụ ông nhà tiếc lắm, và thỉnh thoảng mỗi lúc về thăm nhà,
ông ấy lại buộc nó phải vấn cho được 50-70 xoải rồi mới cho đi. Ấy, tiến về thăm nhà, nhưng kỳ thực là về để vấn thuốc. Kể ra cụ lớn cũng tốt phúc lắm, mới có một cô con như cô Thu. Mấy ai ở trong cảnh giàu sang phú quý này mà chịu cắt tóc tu hành. Đối với Phật, cô ấy thiệt nhiều duyên quá. Cô Thu ở nhà đây cũng giống như cô con cụ quận Phước Môn, nhưng có khác cái, đằng kia là đạo Thiên Chúa. Bà Thượng gọi lính pha thêm trà. Mời các bà lớn sơi nước. Ấy, tôi cũng mừng lắm. Tuy cụ ông tôi hay phàn nàn, Phật tổ mà độ cho nó tu hành được thành chánh quả thì thật cũng là cái phúc cho vợ chồng nhà tôi. Kể ra đời mình có biết bao nhiêu tội lỗi, mê lầm rồi. Nhưng có con nó quy y đồ Phật như thế, người ta bảo lợi lắm đấy. Công đức tu hành của nó sẽ rước hết tội lỗi cho mình. Bà Tham Hiệu bảo bà bố: nghe ông hội trưởng bảo cô ấy thông minh và đạo hạnh rất tốt, mới vào học chưa được một năm mà thông hiểu kinh Phật nhiều hơn kẻ học mấy năm, thỉnh thoảng có viết đôi bài đăng báo Viễn Âm, hay lắm nha. Vừa lúc ấy, tên lính đứng hầu quạt cao hứng thế nào phẩy một nhát quạt lông quá mạnh tay, để điếu thuốc của bà bố đang nằm trên vành đĩa trà theo đà gió rơi ngay xuống đất. Bà bố ném ngay vào mặt tên lính một cái nhìn ngụ ý rằng nếu là người nhà bà thì đã được một trận đòn nên thân. Đồng thời bà Thượng trợn mắt lên, đập tay xuống sập, quát lớn: mẹ nội mi, cái quân mọi rợ, mi hầu quạt mà mắt mi để đâu hở thằng kia? Quạt dịu tay có được không? Bận sau như rứa là tao chém đầu. Tuy biết câu sau cùng của cụ bà dạy chỉ là một cách nói cho oai, tuy biết cái thời buổi mà chiếc đầu người có thể rơi một cách dễ dàng vì một sự lỗi lầm nhỏ mọn đã qua rồi, tên lính vẫn sợ hãi trước cơn thịnh nộ của cụ bà. Hắn thu hình nhỏ lại, đưa chiếc quạt lên xuống dịu tay và nhịp nhàng hơn trước. Cặp mắt hắn ta lấm lét, hết nhìn trộm bà Thượng đến nhìn trộm bà bố, và hơi yên dạ khi thấy bà này đã đốt một điếu thuốc khác, kéo mấy hơi rồi nói: bẩm cụ lớn, tối nay quan đốc thám thuyết pháp ở chùa Từ Quang, cụ lớn có lên nghe thì con xin theo hầu. Bà Thượng vội đáp: đi chớ sao lại không. Tôi định làm cơm sớm thế này để ăn xong lại lên chùa lễ Phật, rồi thì lại cùng đi nghe thuyết pháp. Mục đích của chị em hội viên chúng ta đêm nay chỉ có thế, mà không đi thì còn đi đâu. Chúng ta cùng đi ô tô nhanh và khỏe hơn. Rồi không đợi ba bà kia trả lời, bà Thượng gọi rối rít lên: cậu giáo đâu, ra dặn tài xế tối nay độ 8 giờ tôi lên coi chùa Tự Quang đó. À, còn biểu luôn bọn lính hầu xe của các bà lớn chúng về đi, độ 11, 12 giờ trở lại đây rước mấy bà lớn về, nghe chưa? Bà quay lại: phải, cho chúng về đi, tiện hơn. Giá có tiệc tùng gì thì cũng cho ăn cho uống, nhưng hôm nay vía Phật, tôi sợ nấu cả chay lẫn mặn, nhỡ người nhà vô ý lẫn lộn thức ăn và chén bát thì thêm mang tội to. Mà bọn này thì ăn chay gì được, tụi quỷ sứ ấy mà, có cho dùng đồ lợt thêm uổng của. Cậu giáo lại từ ngoài xe sẽ bước vào, vòng tay và cúi sát đầu xuống. Lúc đi ngang qua trước mặt các bà khách, tiến lại bên cạnh bà Thượng thưa nhỏ mấy tiếng. Bà Thượng vội đứng lên: bây giờ xin mời mấy bà lớn ra xơi cơm. Vì là chỗ quen thuộc thân cả nên chẳng cần phải đợi mời mọc nhiều lần, cả bốn bà khách theo chủ nhân tiến vào phòng ăn. Dưới ánh sáng đèn điện, những thức ăn bày la liệt trên chiếc bàn trải khăn trắng trông thật là đẹp mắt. Ai có thể bảo được đây là một bữa cơm chay, chỉ cần phải thêm vào mấy cốc rượu ngang nữa là đủ cho người ta phải lầm ngay với một bữa tiệc mặn sang trọng, ngon lành nhất mà những chúng sinh con nhà Phật trong đêm nay có cái bổn phận phải tránh xa. Thật chẳng thiếu một thứ mỹ vị gì, cũng gà hầm, cũng chả lụi, cũng thịt rang, cũng đủ tất cả những gì có thể khiến cho những vị sư nào mà cái đạo tâm chưa vững phải nhiều phen âm thầm phá giới.
mấy người linh hầu đã trực sẵn đấy để xới cơm, hầu quạt và để các bà lớn sai vặt. Bà thượng mời khách ngồi xong đâu đấy. Cụ ông ở nhà xuống đó rồi. Thức ăn có lính qua tiệm mô ranh lấy đem thẳng xuống. Ôi chào, cái ông nhà tôi mà có tu hành thì cũng đến thành sư hổ mang. Đồ chay thì thích ăn, nhưng phải có rượu nhắm và nhiều lúc đang nửa bữa lại đòi nước mắm cho kỳ được. Chú thích: tiệm mô ranh là một hiệu ăn ở Huế. Hết chú thích. Mọi người cùng cười. Bà Thăm Hiệu lấy khăn lau hai khóe miệng. Ấy, tính cụ ông cũng giống tính qua nhà con như đúc. Bao giờ dọn chay cũng phải có rượu và các thức nhắm mặn dặm vào. Ăn chay mà thế thì thôi. Bà thượng lắc đầu. Chẳng có Phật Thánh nào mà thương các ông ấy được. Có chịu tin tưởng một cái gì đâu. Đã nhiều lúc tôi bảo cụ ông ở nhà hãy chịu khó sơ chay ngày rằm, ngày mồng một, nhận lấy một chân danh dự hội viên trong hội Phật học, thỉnh kinh về mà nghiên cứu. Nhưng có bao giờ nghe đâu. Động nhắc đến là trề miệng biểu môi. Thôi thì cũng thay kệ ông ấy. Bà Thị Châu nói với bà Thị Hoàng. Ăn chay cũng ngon lành lắm, sao mà lắm người không thích nhỉ? Ăn chay được thường thì mập người ra, nhưng kể trường trai thì thật khó. Bọn mình phải chịu thua bà Phán Minh cả. Giỏi thật đấy nhé. Trường trai mà ăn kham khổ đến thế thì giỏi thật. Bà Thăm Hiệu nghe nhắc đến tên bà Phán Minh với những câu khen ngợi, lòng không vui liền nói. Bà Phán Minh ấy à, ăn chay trường thật đấy, nhưng ăn chay trường như bà ta thì tưởng chẳng ích lợi gì. Bà thượng vội hất hàm hỏi. Răng rứa hừ, răng rứa. Nghĩa là sao vậy chứ? Ăn chay trường mà hổn với chồng, cay nghiệt với con ghẻ, thì Phật nào mà chứng giám cho. Ai mới gặp tưởng đâu bà ta là người tốt lắm, tu hành sốt sắng lắm, nhưng có ở gần lâu rồi mới biết ác lắm nha, thâm hiểm lắm nha. Trường trai mà làm gì, tu hú. Trước câu nói ấy, sắc mặt của mấy bà kia bỗng đượm ngay cái vẻ hoảng hốt kinh ngạc của một người vừa thình lình nghe được một tin tức gì quái gở lạ lùng. Chao ôi, có thế nữa ư? Chết rồi, mấy lần tôi cứ vẫn khen bà ta mãi đấy. Tôi cũng thế, mô Phật. Tôi cũng thế. Một nụ cười sung sướng nhưng không được trong sạch nở trên cặp môi đỏ chót của bà Tham. Tôi tưởng ăn chay trường như thế thì thêm tội. Bà thượng đáp lời bà Tham. Bà lớn dạy chi phải, chay lòng trước rồi chay miệng sau. Lòng mình ở cho tốt, cho có nhân, có đức, thì dẫu ăn chay kỳ cùng như ăn trường trai ấy, mình ở nhà chứ đã xuất gia đâu, mà dùng đồ mặn như thịt cá thì cũng chẳng tội gì. Vì theo mấy thầy họ giảng thì có giăng lưới mà bắt, có săn có bắn, có cầm dao mà mổ bụng chọc huyết loài cầm thú kia mới có tội chứ. Người ta bán thì mình mua, làm thì mình ăn, tội gì. Mà như bọn mình thì có đời nào mó tay vào. Dạ chính thế, con muốn mó vào cũng không được. Cứ trong người ta cắt tía con gà con lợn đủ rùng cả mình lên. Ấy thế mà ai làm sẵn thì ăn bao nhiêu cũng hết. Bà Thị Châu chấm hết câu nói đùa bằng một tràng cười dài như tràng pháo Tết của mấy nhà giàu. Phật xưa còn có lúc ăn cả thịt heo rừng sấy nữa là bọn chúng sinh. Bà thượng cười. Tôi cũng có nghe như thế. Mình cứ chay kỳ mà ăn thì tốt hơn hết. Nhưng chay thì cho ra chay, mặn cho ra mặn. Những chén bát dùng ăn chay phải cất riêng ra. Ấy, tôi chẳng phải ăn trường trai, nhưng cứ đến lúc ăn chay mà nghe thoảng qua một chút hơi hướng đồ mặn là chịu không nổi rồi đó, là muốn nôn muốn mửa ngay. Những đứa ở nhà đây đã biết thế nên chúng giữ gìn kỹ lưỡng lắm. Vô phúc mà sơ ý thì co mà chết với tôi. Bà thượng nhìn bà bố ăn cười mà bảo. Ấy,
ăn cổ lợt đừng dùng từng món một như thế, nó mất ngon đi. Bà lớn cứ gấp đủ mỗi thứ một ít, trộn chung vào như tôi thế này này. Rồi bà tiếp: chỗ bà con mình cả, cứ việc ăn cho thật tình vào, phải ăn cho rõ nhiều, đồ chay mau tiêu, mau đói lắm. Không một ai làm khách cả. Câu chuyện của năm bà càng đậm đà, ròn rã, thì những thức ăn khéo và ngon lành càng vợi lần. Thưa cụ bà, về chuyện đúc chuông con định cúng vào một đôi xuyến. Phải lắm, hôm ấy tôi cũng cúng vào một chiếc kiềng vàng, đúng một lượng vàng. Bà thượng nhai mấy miếng rồi tiếp: từ đó tôi thỉnh mấy pho tượng về thờ tại đây, thì trong nhà được bình yên vô sự luôn. Con cháu Thu và cụ ông ở nhà đau kịch liệt, vạn tử nhất sanh, các thầy thuốc Tây lẫn ta đều muốn chạy. Thế mà tôi chỉ niệm Phật tụng kinh có 3 đêm, rồi thì qua được hết. Ngài thì chí linh, lòng mình thành, cầu gì cũng được. Nhìn thấy chén cơm của bà Tham vừa hết, bà thượng mắng ngay vào mặt tên lính hầu đang đứng sớ rớ vòng tay ở một góc tường: mì đứng đó mà tế à, mẹ nội cái quân, cơm trong chén bà lớn hết kìa, không chỗ, sao mà cứ đứng trơ ra như phỏng đá. Mấy thằng lính hầu giỏi giang lanh lợi thì chúng nó hạ ban cả rồi, để cái lũ mới này điền vào trông ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến bực mình. Chú thích: chỗ tức là nhìn, trông, thấy. Hết chú thích. Tên lính vội vã chạy lại kính cẩn đón lấy chén của bà Tham đưa. Bà Thị Châu nhìn tên lính cười nhạt: chồng nó cũng giống như thằng cha thập hầu xe ở bên con. Những đứa mặt thịt tối mò mò ấy là ngốc không ai bằng. Những ngữ này có bày vẽ cho mấy vào rồi, ngu vẫn hoàng ngu. Nhưng rồi những lời quở mắng chỉ trích ấy chẳng kéo dài lắm. Những món cao lương mỹ vị kia còn được chú ý để mà thưởng thức, hơn là một sự cõng con của người hầu kẻ hạ. Mọi người lại ăn uống một cách ngon lành, câu chuyện càng đậm đà vui vẻ. Bà thượng cao hứng đến quên cả những lời khiêm nhượng vừa nói trước. Tôi mà thân hành đi nấu thì phải biết, thế này đã thấm vào đâu. Trước kia khi còn đức tiên đế, ngài và lưỡng tiên cung thường ban khen tôi về cái tài nấu cổ lợt. Cứ vào mấy hôm rằm mồng một là đã cho thị vệ ra đòi vào. Bây giờ có tuổi rồi, nhát lắm lắm, giao cho mụ Tư và cô Hai ở nhà, chúng nó làm sao được thì thôi, nhưng cũng đã ngon rồi đây. Tôi còn nhớ cái bữa lên ăn chay ở nhà bà Hiệp Nguyễn mà tức cười hoài. Bà thượng ngừng lại để nhai rồi nói: chay như thế thì đừng mời còn hơn, vụng về không thể nói được. Nhà neo người chỉ có một tên bếp no bưng dọn, chạy lên chạy xuống một mình rồi lẩm cẩm thế nào, khi kêu tương nó bưng lên cả một đĩa nước mắm. Bà lại nhai để rồi tiếp: nói chứ tội nghiệp, đồ này về hưu bà ấy cũng túng, cái gì cũng tinh giảm, cả đến số người hầu kẻ hạ. Ông ấy mê cái mụ hầu mới mua về sau này, rồi có bao nhiêu tiền hưu bổng cũng đúc nhét cho nó. Mà nghe đâu con ấy nó lộng quyền lắm. Bà Tham tỏ vẻ bất bình: ấy cũng tại bà cụ, bà ấy hiền quá, chứ được tay tôi thì phải biết. Việc gì mình là chính thức, lại để cái quân ấy nó lăng loàn, nghe đâu nó chẳng coi bà cụ ra gì. Tôi thì tôi chẻ xác ra chứ lại. Bà Thị Châu gật đầu: như bọn mình biết thì đã chẳng có những chuyện trái tai gai mắt ấy. Tài sắc thế nào mặc dầu, đã là con hầu thì trên cho ra trên, dưới cho ra dưới. Bà thượng lắc đầu một cách chán nản: cái nước thiệt thà của bà Hiệp thì thật là hết chỗ nói. Bà ta ghen lắm, nhưng chẳng biết đằng ghen, nói không ra hoạch, làm không ra bề. Kẻ dưới nó thấy thế thì nó khinh nhờn, rồi là lòng lên. Ai đợi con hầu mà ngủ 8-9 giờ trưa mới dậy, trực cơm dọn sẵn mà ăn, trà chế sẵn mà uống,
con ẻo ượt đủ thứ. Bà ta nói nó mắng lại xa xả, không còn coi khuôn phép trật tự vào đâu. Bọn mình lại không cho gặp những quân ấy, có mà chết. Nghe đâu con ấy là một ca nhi đẹp và hát hay. Bà bố cười nhạt. Thường là như vậy, những quân vô loại ấy mỗi khi được sủng ái là đã cậy sắc cậy tài mà lên mặt ngay. Nếu mình thiếu đi một cái oai và không trị cho già roi, già vọt, cứ đánh cho tan xác ra. Không giấu gì cụ bà và mấy bà lớn đây, lúc nhà con còn làm án sát, cũng có một độ say mê một đứa hầu mua ở Thanh Hóa. Thoạt tiên mình nghĩ chẳng xá gì cái thân phận thấp hèn của nó mà ghen tuông cho mệt. Xong những đứa ngu muội nó thấy mình thế lại tưởng là thiệt thà ít ỏi đấy, nên nó muốn chơi cái lối vuốt sâu hùm. Ngứa gàng còn lên là con lâu chuồn ra, cột đầu tóc vào chân giường rồi đánh cho một trận nhừ tử. Sướng tay quá, há tức một cái rồi thì là đuổi cổ về. Bà cười gằn, gõ mạnh đũa vào miệng chén. Mua nó mất 50, nhưng đuổi đi không tiếc. Mất 50 mà được một cái manh và một trận đòn kể cũng đáng. Tiếp theo câu nói ghê gớm ấy, một tràng cười nghe rùng rợn cả người. Bữa cơm chay khéo nấu, khéo dọn, đem lại cái ngon miệng cho tất cả năm bà lớn. Bà lớn nào xem chừng xơi cũng nhiều cơm, cũng vừa lòng về bữa chay tinh khiết, ngon lành. Và khi ăn no thì người ta nói nhiều. Cứ gì phải có cái men rượu nồng nó thấm nhập vào con tâm, để rồi mới lắm nhời lắm tiếng. Mỗi một người đàn bà lúc bình thường đã có thể là một cái máy hát ồn và mệt tai rồi đấy, mà đây cả năm bà lại là tất cả năm cái máy cùng mở ra một lần để mà quay đủ thứ đĩa, ghen tuông, thù hằn, nói vu, nói xấu. Câu chuyện cứ như trên mà kéo dài ra mãi, để đưa năm bà đi xa lần với cái ý nghĩa tốt đẹp của bữa cơm chay, và quên cả những bổn phận thiêng liêng của kẻ tín đồ đối với Phật tổ đêm nay. Thời giờ hay nhân lúc người ta không để ý tới nó mà chạy bằng tất cả bốn vó của bộ con thiên lý mã. Hết tiệc cơm đến tiệc tráng miệng, hết tiệc tráng miệng đến tiệc trà, mọi người nói rồi lại nói. Cả một gian phòng rộng rãi, sáng rõ như ban ngày, ồn ào và rền lên như muốn vỡ. Những chiếc dạ dày của các bà lớn đã quá no nê để không ai còn để ý tới những bộ mặt thiểu não của mấy tên lính hầu. Tùy đói đã muốn rụng cả rốn đi, vẫn phải đứng chầu chực, hầu quạt, hầu nước, và để thỉnh thoảng quay mặt đi, che miệng để giấu những cái ngáp thầm lặng, ngáp đói và ngáp ngủ. Trong lúc đó, những ngọn đèn màu người ta thả trên mặt sông Hương đã lần lượt tắt ngấm hết. Những khách thập phương tấp nập kéo đến chùa lễ Phật đã kéo về vắng vẻ. Trên chùa Từ Quang, nhà cư sĩ họ Lê và những bậc đại đức khác sau khi thuyết pháp cho các tín đồ nghe đã từ giả diễn đàn để lui cót về nhà. Và trước sân, trong chiếc xe hòm kín, tên tài xế nằm co giò lại mà ngáy lên như sấm. Bà Thượng uống xong chén nước cuối cùng bảo các bà khách: "Bây giờ chúng ta đi thì vừa." Cả năm bà hội viên đều yên trí là mình đã trai giới cẩn thận, vui vẻ đứng lên. Hết chuyện.